Xin chào thầy và tất cả các bạn. Thì hôm nay em xin làm video về bài tập lết đơn do thầy đưa lên trên FHQMS. Thì đề bài nó sẽ là sáng dần 7 lết từ RD0 đến RD6 và 2 lần, mỗi lần như vậy thì sáng 2 lết. Tiếp theo đó sẽ là sáng dần 4 lết từ RD5 đến RD2. Ta sẽ thực hiện như vậy 2 lần. Mỗi lần sáng 1 led. Các led còn lại thì luôn tắt. Và cuối cùng là tắt dần 6 led từ RD6 đến RD1. Cũng thực hiện 2 lần và mỗi lần tắt 1 led. Và các con led còn lại thì luôn luôn sáng. Về bài tập này thì mình sẽ sử dụng phần mềm là BACC Compiler và phần mềm mô phỏng Protoss. Thì đây là giao diện của phần mềm BIC. Thì ta sẽ bắt đầu về phần viết code. Ta sẽ khai báo include. Khai báo cho con vi điều khiển là 16F887.h. Tiếp theo ta sẽ khai báo về các fields. Trong đó thì ta sẽ có là no w dt, có nghĩa là chống reset sau một khoảng thời gian. Hs có nghĩa là khai báo dùng thạch anh trên 40 MHz. Put có nghĩa là chức năng khởi động sau khi timer được cấp nguồn. No protect thì có chức năng là không bảo vệ mã khi đọc. Cuối cùng là no lvp có nghĩa là vp5 nó sẽ được dùng làm chân io bình thường. Tiếp đến ta sẽ khai báo use. Use ở đây thì sẽ là delay clock bằng 20 mê. Là ta sẽ khai báo dùng xung với tần số là 20 MHz. Khai báo các biến số, các biến kiểu nó sẽ là onsite. INT8 các biến ta dùng ở đây sẽ có biến Y, biến G, K và Y dài. Tiếp theo thì ta sẽ đến phần chương trình chính. Ta sẽ khai báo voidment. Thì ta sẽ đặt cho cái ngõ D của cái port D của con IC là output. Ta sẽ có dòng lệnh là set trace D 0x00. Rồi, do là đề bài không có yêu cầu không có điều kiện gì nên là ta sẽ ngầm hiểu là điều kiện luôn đúng, thì sẽ có câu lệnh là while true mở ngoặc đóng ngoặc. While true. Tiếp đến ta sẽ có trường hợp đầu tiên, có nghĩa là ta sẽ sáng dần 7 led từ RD0 đến RD6 hai lần. Như vậy ta sẽ lặp lại hai lần này trước. Sáng dần 7 led
Ok, thì ta sẽ có câu lệnh là for cho y bằng 0 chấm phẩy, y nó sẽ nhỏ hơn 2, để ta sẽ lặp lại 2 lần và y cộng cộng. Mở ngoặc, đóng ngoặc. Rồi. Trong đây thì ta sẽ khai báo biến y bằng 0x00 là các led sẽ tắt, và sẽ khai báo đầu ra output D sẽ bằng y. Ta sẽ cho nó delay delay 500, có nghĩa là sẽ delay nửa giây, 500 mili giây. Rồi thì theo đề bài chúng ta có sáng dần 7 led từ RD0 đến RD6 mỗi lần 2 led, thì ta sẽ có 4 lần, đó là sáng 2 led, 2 led, 2 led và 1 led. Thì ta sẽ có vòng lặp for j bằng 0, j nhỏ hơn 4, j cộng cộng. Vậy thì giá trị của y lúc này nó sẽ bằng 0 bằng y dịch dịch trái, vì do là nó sáng từ R0 đến R6 2 bit, nó là dịch 2 led. Sau đó ta sẽ O với lại là 0x03. Lúc này thì ta sẽ phân tích, ở đây thì y là bằng 0, dịch trái 2 bit thì nó cũng sẽ là 0. O với 0x03 ta sẽ ra được 0x03, giá trị đầu tiên. Đây là dịch 0x03 để sáng 2 led. Rồi, sau đó ta sẽ lấy con này ta dịch trái 2 bit thì sẽ được giá trị là 0000 1100 là O với lại 0x03 thì ta sẽ được 0000 1111. Vậy thì đây là cái giá trị của vòng lặp thứ hai. Vậy thì 4 lần thì ta sẽ được là 80 led điểm sáng, nhưng đề bài yêu cầu là chỉ có 7 con từ RD0 đến RD6, thì ta sẽ cho 1111111 nhân với lại 0111111, đó là 0x7f and 0x7f. Ok, hàng này ta sẽ xóa đi, hàng này hàng nháp thôi. Output để xuất ra ngoài và delay MS 500, đấy, có nghĩa là delay nửa giây, 500 mili giây. Rồi, trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ có sáng dần 4 con led mà lặp lại cái việc sáng dần 4 led 2 lần, thì ta sẽ khai báo trước for lặp lại 2 lần y nhỏ hơn 2 và y cộng cộng. Rồi.
thì ta sẽ cho giá trị lúc đầu là y bằng 0x, đúng không? Đề bài kêu là các led còn lại luôn tắt, ta sẽ giá trị ban đầu là tắt tất cả. Sau đó output gì? Y và delay MX 100. Ok. Sáng dần 4 led mà mỗi lần sáng 1 led. Sáng từ RD5 đến RD2 thì ta sẽ có dòng lập for 4 lần. Giá trị y nó sẽ bằng y dịch phải, tại vì dùng RD5 về RD2 một bit. Sau đó nó sẽ o với lại 0x hay không. Lý do đó là y dịch phải o với 0x hay không thì nó sẽ ra là 0x hay không, có giá trị là như sau: 0010. Rồi, khi mà y mới, y của lần lập thứ hai là 0x hay không này, nó dịch phải 1 bit thì sẽ ra giá trị là 0001, 0000. Nó sẽ o với 0x hay không thì ta sẽ được là 0010, không, 0011. Người ta được 2 led sáng. Rồi vậy tiếp 2 lần nữa ta sẽ được 4 con này sáng đúng theo cầu đề bài. Rồi, người ta sẽ output y và delay. Rồi, ok. Thì tiếp đến là cái trường hợp cuối cùng, đó là sáng tắt dần, 6 led từ RD6 về RD1. Thực hiện như vậy 2 lần, mỗi lần tắt 1 led, các con led còn lại luôn sáng. Thì ta sẽ thực hiện dùng lệnh lặp lại 2 lần trước, cũng như hai cái trạng thái khi nãy. Y bằng 0, y nhỏ hơn 2 và y cộng cộng. Thì mở ngoặc, đóng ngoặc. Rồi, ta sẽ cho giá trị y bằng 0x FF vì tất cả các led luôn sáng. Thì lúc đầu là 8 con đều sáng hết nên ta sẽ cho là y bằng 0xff, thì sau đó sẽ xuất output ra như y bằng y và delay. Mình thực hiện tắt dần 6 led, còn tắt mỗi lần một bóng thì các led luôn sáng. Thì đối với mình thì mình có ý tưởng sẽ là tất cả các led ban đầu là đều tắt, sau đó thì mình sẽ sáng 6 led, rồi mình sẽ đảo trạng thái lại sẽ ra là tắt 6 led, tất cả các led đều sáng. Thì bây giờ ta sẽ có dòng lệnh for y g bằng 0, 6 led mà mỗi lần 1 led thì g nhỏ hơn 6 nè, g cộng cộng. Ta sẽ cho
ta sẽ lấy một cái biến k vào, gán giá trị k là 0x00. Rồi ta sẽ có k bằng k dịch trái, à không, dịch phải, vì đó là tắt dần từ RD6 đến RD1 thì phải ta phải dịch phải một bit nè. Sau đó ta sẽ o với lại là 0x40. Đó là vì sao? Vì khi k o với 0x40 sẽ ra 0x40 có giá trị là 00, ủa 0100 0000. Vậy thì khi mà k của vòng lặp thứ nhất dịch phải một bit sẽ ra kết quả là 0010 0000, sẽ o với lại 0x40 thì ta sẽ được kết quả k bằng 0100 0000, là được 2 led bắt đầu sáng rồi. Vậy thì 4 trường hợp nữa thì là 6 led nó sẽ sáng. Vậy thì được bao nhiêu đây? Thì sau đó ta sẽ đảo trạng thái lại, nó sẽ biến thành 1 0 0 0 0 0 0 1, đúng như yêu cầu đề bài. Ta sẽ xóa cái nháp này đi. Rồi ta sẽ output ra dê. Dê bằng gì? Dê sẽ bằng k đảo, vì như phân tích khi nãy. Vì output tôi sẽ tới delay rồi S500. Rồi vậy thì bây giờ ta sẽ kiểm tra lại. Rồi sau đó ta sẽ chạy compile. Đây code không có lỗi. Ok. Rồi bây giờ thì ta sẽ chạy mô phỏng trên Protest. Đây là project mình tạo khi nãy. Mình sẽ vào luôn. Mình sẽ xóa mấy con này để mình làm lại. Ta lấy linh kiện trong đây. Đây con đi điều khiển mình sử dụng. Ta sẽ cấp chân 1 là VCC để nó không hoạt động, tại vì chân 1 là master clear tích cực mức thấp. Rồi ta sẽ lấy led. Tổng cộng là 8 con led. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi ta lấy thêm 8 con điện trở. Hai lần điện trở 1/4 hay 1/8 quán gì đó. Những cái con ở ngoài sinh viên hay sử dụng. Đây thì nó có giá trị 10 kg, nhưng mà theo tính toán ở trên giáo trình vi xử lý thì điện trở hạn dòng cho con led nó sẽ rơi khoảng 300 hoặc là 330 ohm. Thì ta sẽ đổi giá trị cho nó 330. Ok, ta sẽ chép thêm 7 con nữa. Rồi ta nói các chân lại với nhau. Rồi
À, các chân âm của led thì ta sẽ nói chung vào nhau và nó đắt. Nói vô các chân của bọc D. Bây giờ ta sẽ nhập tần số là 20 MHz và code thì mình sẽ lấy ở khi nãy mình lưu đó là user admin download music visually open. Ok, và sau đó mình sẽ chạy. Trường hợp 1. Trường hợp 2. Và trường hợp 3. Vậy thì video của mình đến đây là kết thúc. Mình cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.